Xin chào các bạn. Trước đây mình đã làm một Hungry Robot sử dụng Rekabit. Lần này mình sẽ thử với Makeup Pi RB2040 và CircuitPython. Thay vì thiết kế lại toàn bộ phần thân của robot, mình đã làm một da gắn mới. Chúng ta có thể sử dụng pin LiPo để dễ dàng di chuyển robot. Hãy nối cảm biến tới chân GB3 và động cơ servo tới chân GB12. Như thường lệ, bạn có thể tải chương trình tại hướng dẫn.citrontech.vn. Đầu tiên, hãy tháo tay của động cơ servo và chạy chương trình. Sau đó, đặt tay của robot sát mặt bàn và gắn tay vào động cơ servo. Vậy là việc cân chỉnh đã xong. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.